Trần Văn Thảo đang tích cực tập luyện trở lại cho lần thượng đài tại sự kiện WBO Global Title Match ở The Grand Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 18 tháng 11 tới. Và đương nhiên, đối thủ của nhà vô địch IBA thế giới phải là tay đấm chất lượng. Lần này Thảo có một trận đánh với người Mexico. Nếu thắng được tay đấm Canbon Torres của Mexico, Trần Văn Thảo sẽ có cơ hội rất lớn để chinh phục thêm một chiếc đai nhà nghề danh giá khác. Trong cái trận đấu này, Thảo với Mexico, Thảo mà thắng thì ông bầu Vinh Kim Sunbum sẽ có trận đấu cho Thảo vào tháng 1 là trận đánh tranh đai IBF. Tính cho đến thời điểm này, Trần Văn Thảo vẫn là tay đấm dày dặn kinh nghiệm, giàu thành tích nhất của boxing chuyên nghiệp Việt Nam khi anh đã trải qua 16 trận trên sàn nhà nghề và chỉ để thua duy nhất một trận, đồng thời mang về cho Việt Nam hai chiếc đai châu lục và thế giới. Trên hành trình chuyên nghiệp này, Trần Văn Thảo đã đối đầu với những võ sĩ hàng đầu của Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia. Tuy nhiên, đối thủ của Thảo ở sự kiện WBO Global Title Match tới là Canbon Torres, tay đấm đến từ nền boxing chuyên nghiệp rất mạnh là Mexico. Võ sĩ này có thể xem là thử thách lớn bậc nhất trong sự nghiệp của nhà vô địch IBA chỉ sau cuộc so găng với Billy Deep của Australia vào tháng 12 năm 2019. Tất cả mọi người trong giới boxing đều biết là hình như là Thảo là người võ sĩ Việt Nam đầu tiên mình đánh với người đối thủ Mexico. Thường là mình võ sĩ chuyên nghiệp mình đánh vòng vòng bên châu Á như là Trung Quốc, Thái Lan và Indo và Philippines. Và lần này Thảo có một trận đánh với người Mexico thì cái nền tảng boxing ở bên nước châu Âu đó mọi người cũng biết rồi, thì người ta rất là phát triển. Và đặc biệt là Mexico trong giới boxing ai cũng nói là đặc biệt là người ta rất là ly và khỏe. Thì sau trận khi mà những trận đấu này thì chắc chắn là khi mình biết tới cái nước đối thủ của bạn thì mình cũng phải có sự chuẩn bị rồi. Thì mình có phân tích ra đối thủ bạn là mạnh những cái về cái thế nào thì mình sẽ coi mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu như thế nào và mình phân tích và mình chấp nhận trận đấu thôi. Thì sau gần một năm chờ là Thảo chưa có quay lại trận đấu chuyên nghiệp thì rất là nhiều có cản trở. Thì như là mọi người nói là không thi đấu nhiều mình sẽ mất đi cảm giác rất nhiều, nhưng mà không sao, Thảo sẽ lấy cái tập luyện và lấy những cái gì mà mình nghiên cứu và tập luyện nghiêm khắc tới bây giờ để cho trận đấu kế tiếp hoàn chỉnh hơn thôi, để mình thi đấu tốt nhất. Trần Văn Thảo và team của anh đã chuẩn bị rất kỹ cho lần thượng đài thuộc khuôn khổ WBO trước tay đấm Mexico. Ở những trận đấu lớn, nhà vô địch IBA của Việt Nam thường nhập cuộc rất điềm tĩnh. Ở những hiệp đầu, lối đánh của Thảo là di chuyển rồi tung ra những cú dép, và sức mạnh thực sự của anh chỉ được bung ra từ hiệp 3 hoặc hiệp 6. Tuy nhiên, chỉ một giây sơ hở, đối thủ của Thảo có thể phải đi tắm sớm. Trận tranh đài IBA vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 là một minh chứng khi mà Prince Andrew Laurio bị Thảo tung một đòn chí mạng khi đồng hồ dừng ở 2 phút 54 giây của hiệp 1. Nói về mà sàn đấu chuyên nghiệp thì cái kỹ thuật và cái chiến thuật của team Thảo á, ngay cả trận đấu này thì tất cả các chiến thuật mà đều vô các gơi vào các cái trận đấu đầu á, thì trận đấu sắp tới là Thảo đánh 8 hiệp. Thì Thảo, chiến thuật của Thảo thì cũng phân ra thì mọi người biết là cái kỹ thuật chính của Thảo là cũng là một cái đòn chát. Mình không thể nào mình nóng dội. Thì võ sĩ lúc nào họ cũng tập mà. Mình tập, họ cũng tập, họ cũng khỏe trong lúc mà đầu tiên hết á. Thì mình sẽ lấy những cái chiến thuật của Thảo là cũng mấy hiệp đầu mình sẽ khống chế từ bằng cái đòn chát của mình, bằng cái di chuyển của mình sẽ khống chế và tìm hiểu đối thủ có những cái chiến thuật gì, những cái kỹ thuật gì và những cái đòn nào mạnh mình sẽ hiểu đối thủ được nhiều hơn. Thì từ hiệp 3 trở đi mình mới bắt đầu tăng lên một xíu, mình sẽ tăng xíu vì trận đấu sau này sắp tới chỉ có 8 hiệp thôi, thì mình sẽ tăng lên bằng từ hiệp 3 để coi đối thủ như thế nào thôi. Tại mình có nhiều sự chuẩn bị về cái chiến thuật như là 3 hiệp em chỉ có cháp, Thảo chỉ có cháp và nổ đòn. Và nếu mà đối thủ tấn công nhiều quá thì mình sẽ defend nhiều hơn. Còn nếu thì đối thủ mà ít tập hơn mình hay đối thủ mà nhung một xíu thì mình có thể sử dụng những cái chiến thuật và những cái kỹ thuật mà những cái chiến thuật mà mình đã sắp đặt trước, mình sẽ áp dụng liền trong những trong trận đấu đó luôn, không phải là hiệp 1 tới hiệp 6. Có thể mà mình đã thấy được đúng thời điểm, đúng lúc mà mình sử dụng những cái chiến thuật, mấy cái kỹ thuật của mình vừa tập vừa rồi, chuẩn bị vừa rồi, mình có thể sử dụng trên trận đấu.
chắc chắn là mình phải tự tin là mình phải thắng rồi. Thì mình đã chuẩn bị rất là kỹ và trận đấu này rất là quan trọng cho sự trở lại của Thảo. Nó rất là nghiêm túc khi mà đụng một võ sĩ rất là mạnh, người đối thủ người Mexico. Thì Thảo chỉ gắng cố gắng hết sức như mấy trận đấu trước, tuân thủ kỹ thuật và chiến thuật để mình làm hết sức mình thôi. Thì nếu mà trận đấu này mà nó đúng ngay cái ý định mà của mình á, nếu mà đối thủ mà conditioning là giống như là cái cơ bắp mà không hơn mình, thì chắc chắn hiệp đầu là Thảo đoán được là võ sĩ người Mexico thì những cái lá đánh là những hiệp đầu là đều là tấn công hết. Thì khi mà tấn công mà Thảo defend mà Thảo phòng thủ được từ hiệp 1 tới hiệp 3, bắt đầu hiệp 3 trở đi là chắc có thể là kết thúc trận đấu sớm. Khi mà vào những hiệp đầu đó Thảo khống chế được đối thủ. Như đã nói, trận đấu với Ken Buntores trong hệ thống sự kiện của WBO rất quan trọng với Trần Văn Thảo về mặt chuyên môn. Bởi nếu thắng, anh sẽ đủ điều kiện để chinh phục một chiếc đài khác. Gần một năm trời Thảo không thi đấu thì trên bảng xếp hạng thì Thảo tụt rất là nhiều. Thì mình đứng trên từng 7 mấy hoặc 80 mấy. Thì sau khi mà Thảo muốn chinh phục thêm cái đài trong hệ thống, đây là trong hệ thống WBO, thì ông promoter trước mắt ông bầu á thì đã dập ra cho Thảo một con đường. Khi Thảo không có thể nào mà gần một năm trời Thảo đánh cái đùng là Thảo có thể mà Thảo tranh đai được liền á. Boxing chuyên nghiệp là nó nghiêm khắc lắm. Tại vì Thảo sẽ có một trận đấu trở lại sắp tới là trận đấu với bạn người Mexico. Và sau khi mà có giành được chiến thắng với bạn đối thủ người Mexico đó, thì Thảo được quyền tranh đai IBF với võ sĩ người Nhật. Và ông bầu đã dựng lên một cái kế hoạch đã cho Thảo sắp tới. Và đối thủ người Nhật đó chắc chắn là cũng đang đợi Thảo đánh xong trận này. Thì hai đối thủ đó ai thắng người đã sẽ vô tranh đai IBF với đối thủ người Nhật đó. Thì đây là con đường của Thảo mà Thảo... không thấy cái đùng mình là nhà vô địch IBA thế giới rồi xong mình có thể đánh hết tất cả các đài IBA, WBC, WBO thế giới được. Tất cả các hệ thống trên thế giới đều có bảng xếp hạng, đều có hệ thống, đều có lực của nó hết á. Thảo phải chinh phục đánh những người mà xếp hạng lớn trên thế giới trong đài WBO và trong đài IBF thì Thảo mới có quyền nhảy hạng và Thảo mới có quyền được tranh đài hết đấu những người cao nhất. Giống như là hạng cân của Thảo bây giờ là Inoya đã bỏ đài để nhảy lên một hạng cân lớn hơn và chuẩn bị Inoya đã quýnh tranh thêm một cái đài 4 hạng cân với bạn đối thủ người Philippines nữa. Và hạng cân của Thảo bây giờ nó đang chống đài rất là nhiều, đây là một cái cơ hội rất là lớn cho Thảo để tranh chấp những cái đài thế giới sắp tới. Như vậy, bảo vệ những chiếc đai ở những tổ chức mình đã có đai IBA không phải mục tiêu của Trần Văn Thảo, mà anh muốn hướng tới chinh phục những danh hiệu mới, mà cụ thể ở đây là chiếc đai châu Á của tổ chức IBF. Để hoàn thành mục tiêu, Thảo cần vượt qua thử thách đầu tiên rất khó khăn mang tên Ken Buntores đến từ Mexico. Chuyển động cùng Võ Việt.